Ngay từ đầu mình đã bảo Mạnh Hào là ôm dân chạy về trong cái hốc để đóng S thì còn có gỗ. Và nhưng mà Mạnh Hào không ôm thôi. Mark C, ôi cả thả Mark là quần chúng ta. Bên kia là một IA, một Minwan thì cần. Vâng, Mark C, IA, Katha và IA Min. Các bạn là IA Min và Katha Mark. Đây là Mark C sẽ quả 7, hiệu đầu 7. Gỗ đầu rồi. Xem cái hốc là khung lại được thì ngon. Chào anh chip đường phố nhá. Chào anh Đào Quan Tâm, chào anh em, chào anh em. Đây là trận đấu đầu tiên ở MC đấu thứ hai rồi. Hải hát hay phết nhá. Em đi hát karaoke thiếu thua mỗi anh khác biệt thôi. Hãy cùng đến với xe đấu này xem là bài vở của game thủ sẽ như thế nào khi đối đầu với một bộ đôi là IA Minwan. Đội bạn cũng không có những đơn vị quân chống phù, chúng ta lại có một con lòi lòi ra chống phù là con Max C này của sẻ này. Mấy hiệu này sẽ được đưa về sớm thôi. Trận này win cho Hải 2k sao à? Ui giời. Ok anh, trận này là hơi khó đấy nhưng mà thôi cố. Chúng ta được đánh giá là cửa dưới ở trong trong trận đấu này anh em ạ, nhưng mà thôi cố nhá. Cố đấy. Yeah. Và như vậy là chưa có đồ lùa về dành cho bài đấu này. Đang có những đi dò đấy, thủ chim sẻ một bầy hươu đây thôi. Bây giờ cố gắng đưa bầy hươu này về. Chúng ta sẽ có một máy thủ Mạnh Hào cái xem nào. Bài sẻ có quả phụ rồi. Bài Hào đang lùa hươu về với con Katha. Bài đấu đang có một bầy hươu đấy, Mạnh Hào cũng có quả phụ, cũng thiếu một đồ. Như vậy là hai anh em đều thiếu một đồ thôi. Mạnh Hào chưa có rừng. Chưa có rừng, chưa có vàng. Đây thấy vàng rồi. Đây mỏ vàng đấy Mạnh Hào, lùa hươu về. Hươu đầu như có 4 con này. Hơi ít. Đây có rừng luôn. Bây giờ phải tìm thêm được tầm 3 con voi nữa mới đẹp. Úi xù gỗ đầu của Mạnh Hào thì gần thế. Gỗ đầu gần quá nhờ. Gỗ đầu này cảm giác khai thác nó sướng thật đấy. Nhanh nhanh lùa bấy hiệu này về. Không thì lại quảng. Quả phụ thứ hai đủ đồ rồi. Tập trung lùa hiệu có ăn mấy cái gỗ này đi. Khiếp quá, ăn gỗ mặt 6 giờ đúng rồi rồi luôn. Bằng đúng từ CD6 nhà tôi ra viện 103 chặt gỗ đấy anh em ạ. Xa thật. Rồi bầy hươu được đưa về thì bài đấu này một bầy hươu 4 con đấy Mạnh Hào. Rồi đổi hướng nông dân chặt gỗ sang chặt mấy cây kia đi. Vì chặt gỗ góc 6 giờ thì đúng bằng từ nhà mình ra viện 103 luôn. Còn hươu cuối cùng được đưa về, và đây là mặt máy của game thủ chim sẻ. Sẻ đang có một bầy hươu về, một bầy hươu sắp hết bản đồ cũng đã được em đưa ra. Bài đấu mà có quả phụ, thiếu một đồ lúc mình chuyển sang máy Mạnh Hào không biết bây giờ đã đủ hay chưa, nhưng mà vẫn đang đi dò này chắc chưa đủ đồ. Bình luận viên luyên thuyền quá quân không sửa. Quái lạ. Vâng, đây là Mark C của chim sẻ. Mạnh Hào cầm IA. À, Mạnh Hào cầm Katha. Bên kia thì BB cầm IA, Hoàng Mai Nhi cầm Minwan. Đúng rồi mà. Vâng, đây sẽ ép nhân đôi Mạnh Hào ăn cả gỗ cả vàng. Anh ơi, anh bảo em sửa quân chỗ nào anh nhỉ? Em sửa rồi đấy. Anh nhầm em với bình luận viên nào chứ. Chết dở. Sửa từ đâu trận rồi. Đấy. Thế là nhiều khi là không sửa anh em bảo mình ngáo đấy, chứ bây giờ mà em lại bảo anh ngáo thì chắc là cũng không được. Anh ơi em sửa rồi đấy anh ạ. Đây là bầy hươu đôi đấy, thủ chim sẻ nói chung là cũng đủ đồ ở trận đấu này. Phải giải quyết thêm bầy hươu này thôi. Và ad nhân đôi, xin lỗi một chiếc PS để ăn hai bầy hươu như bài đấu này. Cảm ơn bạn Đạt Nguyễn đã gửi tặng chim sẻ nắng 75 sao nhờ. Sao bạn này nhầm Hải Bado với Kami rồi. Kami nó hay ngủ quên nên là nó không sửa quân anh em ơi. Anh Đan đang F0 nên là ít bình luận anh em ạ. Rồi thêm một bầy hiệu nữa thì bài đấu này và kích đời 8 phút 05 chim sẻ 26 dân. 26 dân dành cho game thủ chim sẻ nắng. Hải mõm lại cãi khán giả. Em làm gì có được bình luận viên xuất sắc nhất tháng đâu. Tháng trước anh Dan đang chấp bình luận nhiều. Rồi thêm bầy hươu nữa. Và chúng ta cùng xem sẻ sẽ chém như thế nào. Cái S đầu sẻ với đậm tính chất muốn nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng nên nhìn nó rất là xấu. Còn anh Hà Mạnh đã gửi tặng chim sẻ nắng 64 sao nha. Nhưng mà đã gần màu 2. Đó là cái thủ Hoàng Mai Nhi và cầm Minwan trận đấu này. Ok anh Dài. Đó gần nhà anh thủ Hoàng Mai Nhi. Với lực 2 bầy hươu này thì cái nguồn lực của chim sẻ nắng sẽ rất là khỏe. Bài đội bạn 2 nhà 21% và Hoàng Mai Nhi đang lên đời 2 sớm nhất bản đồ ấy nhỉ. Tránh Tuấn Kiệt nhá, tránh Lô Quang Thành, tránh Thường Tiến. Cái gì mà lại chào Hải 32 củ này. 26 trên 28.
Bây giờ mới bắt đầu đi ăn quả phụ đi chim sẻ. BL BM thiết kế. Quả bài sẽ kích đời ở trong đầu 10. 10 phút 40 với 26 dân của Max C. Bây giờ sẽ kéo dân về để khai thác vàng. Còn nguyên mỏ quả góp 9 giờ mà không đóng ở bên trong được. Đóng bên trên rồi. Thành lắc nghỉ game thủ anh ơi. Rồi cơ cấu dân khai thác mỏ vàng của mình. Bán thêm mỏ quả ở đây lên công giáp ngựa giò. Bài đấu anh thủ mình nhìn lên đời sớm với con Minh Hoan này. Chúng ta hãy cùng xem sẽ liệu chém được cái thủ Hoàng Mai Nhi hay không. Nhưng mà em là bài đấu cầm Max C bắt đầu làm nhà Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đánh gì đây? BL dành cho anh thủ Hoàng Mai Nhi. Và không kịp xiên được tình huống vừa rồi. Chuyển sang xiên móng nhuộm. Không thể anh Hoàng Mai Nhi ăn vàng. Bây giờ bãi vàng anh Hoàng Mai Nhi đâu? Bãi vàng này thì anh thủ Hoàng Mai Nhi không ăn rồi. Và người nhà bị chọc. Ui dồi ôi. Tí nữa khóa được con giò cái thủ Hoàng Mai Nhi. Con giò cũng công giáp khá là khỏe. Đập dần đập con giò mà cảm giác nó ra nó hơi dày. Ok, không thấy vàng anh Hoàng Mai Nhi ở đâu luôn. Anh ăn vàng ở đâu đây anh ơi? Vâng, ôm dần ở nhà cái thủ Hoàng Mai Nhi. Xiên thôi, 1 y 1 l. Không thấy dần ăn hoàng của cái thủ Hoàng Mai Nhi đâu. Thế mới e tài lại chạy hết lên 12 giờ rồi. Bài giò 21% thì Hoàng Mai Nhi ăn cũng xa thôi. 1 y đi chim sẻ, lên giáp cho y. Năm nay là 26 trên 36 thì bài đấu này sẻ đang không tìm thấy những cơ sở ăn game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây, rất xa. Và giữa rất xa. Thẳng ăn chém ở đây thôi. Chúng ta cũng sẽ phải đòi lại những gì mà nông dân ở nhà chúng ta đã nằm xuống. Và thêm mấy con voi để có thể ăn hoang đấy. Thủ chim sẻ và đang thả chém lên khu vực ăn hoang của thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng tên dân đóng game sẻ thì đã bị xiên hết rồi. Kịp không? Kịp, rồi lọt vào bên trong, tươi rồi. Như vậy chúng ta đã lọt được vào nhà đội bạn. Thấy thú này. Với con ngựa chém của anh thủ chim sẻ đang có y để xiên vào nhà anh thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng Hoàng Mai Nhi như là đã có bánh xe. Tham lai 25 trên 36 dành cho anh thủ chim sẻ nào. Một số anh em đang báo thì gặp phải hiện tượng dần lag. Thì anh em nào lag có thể tải ứng dụng Facebook Gaming về xem cho đỡ lag em nhá. Như vậy Hoàng Mai Nhi chưa bánh xe. Và anh đang chờ 7E. Rồi chém rồi. Năm nay là 26 trên 36 trên bài đấu này. Dân Hoàng Mai Nhi đứng chơi và sẻ có vẻ thắng cánh trước game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Chắc chắn thắng luôn là máy Mạnh Hào. Mạnh Hào tham lai đường số là 28 đang công phu lên nhà BB. Người được cầm con Nia. Ở trận đấu này BB đánh chém. Đây là một tình huống công phu lên Mạnh Hào. Và Kata công phu lên Nia 3P. Và phu cả dân luận nữa. B chắc chuyển qua hai áo quá. Hào đang vác dân lên rồi. Dường như B cũng có phù bên trong. Tham lai Mạnh Hào là 30 và có hốc ở góc 6 giờ và là muốn đập vào những nơi dãy nhà bè bên phía đối bạn. Là một e thôi, đập dàn trải ra này bao giờ mới nổ hết được. Ông đập cả một dãy nhà bè đội bạn như kiểu ông là dân thần không bằng thế. Phu đê. Rồi cung ai một đá bên trong rồi kìa. Phu đê, phu đê. Phu cung ai một đá đê. Đợi hồi mana đấy anh em ạ, con nào hồi rồi thì phu đi. Phu đê. Rồi B đang lùi lại. Có pha vậy đấy Mạnh Hào, đập đi. Lọt. Ok. Nó vẩy được rồi. Từ từ. Không, nó vẩy hết rồi. Và đây dân của chim sẻ nắng lên công ca thì phải. Sẻ sách cả dân lên công ca rồi. Đang y sang rồi, Hoàng Mai Nhi chết rồi. Rồi đây là thế 2-1. Tham lai là 30 đến từ game thủ Mạnh Hào trong trận đấu này. Và sẽ quyết định là Anenka. Bơm thịt cho chim sẻ nắng làm gì đây? Đây là máy thủ chim sẻ. Dọi cà cho nó chắc. Vâng, ở nhà cũng đang bị cái thủ Hoàng Mai Nhi xiên vào. Sửa rồi. Rồi nổ rồi, thôi cụ đi. Cụ đi rồi. Nó chết lạc đà rồi, chạy rồi. Thì chém về chém lạc đà thì cũng thế. Dân này thì y nó dồn nó chậm nên chúng ta còn chạy được. Đợi ca thôi. Năm nay được số là 30 đến cái thủ chim sẻ nắng. Và đây cũng xem tên công ca này. Rồi bắt đầu giã rồi. Dạ đây. Công cao nhà đội bạn luôn. Tiếp tục nhận được gỗ. Khổ thế chứ này sao nó lại cứ hét thế không biết nữa. Vâng, tham lai là số là 32 đấy, thủ chim sẻ đang cẩu vào nhà B nhà BL của thủ BB. BB bắt đầu mang cung ra phù anh Hào ơi, phù đê, phù đê. Nhiều tay vào.
Vâng, 32 trên 36 thì bài đấu này. Vâng, BB đang lùi lại, Y sẽ bắt đầu đẩy lên. Vâng, có Y của viện thủ Hoàng Mai Y kéo về. Đã phủ được Y, Hoàng Mai Y là cũng được. Trong khi đó Cung A ở bên trong đang khá nhiều. Sẽ cần phải có thêm ca anh em ạ, để dã bắt đầu những con Cung A này của đối phương. Hôm nay là 34 dành cho game thủ chim sẻ nắng với bài đấu được cầm Maxe công ca. Đây là một máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào phải thật sự nhiều tay trong những tình huống điều phủ của mình. Có phù của người cầm màu 2, đó là game thủ Hoàng Mai Nhi kéo về. Bơm vàng chim sẻ nắng ra ca và sóc đều P. Giờ phù đoạn trên thì bảo sẻ lên chém phù đi. Giờ bảo sẻ lên chém phù em ơi. Phù có con Y rồi. Rồi phù lại rồi. Ném đây, 3 ca đây rồi. Sẻ 3 ca rồi. Vâng, dã nhà đối thủ Hoàng Mai Nhi. Và chim sẻ nắng phải làm sao để có thể chơi được phù đối bạn. Và Cung A kẹp chém kẹp im ta đang lao vào. Và ca phải dã được vào đầu Cung A đối phương. Bắt buộc là phải dã được vào đầu Cung A đối bạn. Tham gia chim sẻ là 33. Đang ném cho Cung A của game thủ BB. Và đang cẩu cả nhà BA đối phương. Còn 3 ca vẫn đang còn ở đây. 2 y và nhà cần phải đẩy thêm lên. Và một trận đấu mà chúng ta đang dã thẳng vào đầu BB luôn. Vâng, tham 29 ăn được tuần này hay không? Vâng, thêm những con ca mới nở ra. Vâng, bị hết Cung A trong tình huống này. Tuần này sẽ hết Cung A với những con Y của sẻ đang áp sát. Thêm một nhà bi nữa đến từ thủ chim sẻ và tham lại 30. Vâng. Được rồi anh em ơi. Rồi rồi rồi, hay rồi. Vâng, cho chém cho là đà vào chơi tân dân đi. Vâng, vâng, tân dân đập ca kìa. Vâng. Ui giời, đánh giá cảm đầu ca. Ui giời, ui giời. Rồi, có Y đây rồi. Và bên dưới vẫn còn, đó chính là những con Cung A của BB. Đây là một máy của thủ Mạnh Hào với tham lai đang xuống là 45. Tiếp tục phù được Cung A đội bạn đến từ thủ Mạnh Hào và BB vỡ nhà trong tình huống này và tỷ số. Và xin cái tuổi đội bạn luôn tỷ số. 42 dành cho cái thủ Mạnh Hào với bài đấu chơi 3P của Kata. BB đang ban rất nhiều dần ra đập ca của chim sẻ nhưng tôi không quan tâm tình huống này nữa. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ hai dành cho chim sẻ nắng với thủ Mạnh Hào. Đây rồi, quà của tôi về đây rồi. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. 1-0 trong trận đấu thứ hai dành chim sẻ nắng Mạnh Hào. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Mình chặt. Ok, bạn thân cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. 1-0 C2. Công ca công phù phải túi bụi ngay. Chào anh em nhá.